Cũng giống như nhiều hộ nông dân khác, gia đình bà Vũ Thị Thanh Thủy ở thôn 3 xã Đắc Búc Do chọn cây cà phê để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, để hạn chế được rủi ro về giá cả, được sự tuyên truyền của các cấp hộ nông dân huyện Tuy Đức, cách đây 5 năm, gia đình bà đã trồng xen 200 cây bơ bút vào vườn cà phê. Qua các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, bà thường xuyên tỉa cành tạo tán để tạo độ thông thoáng cho cây bơ phát triển mà vẫn có bóng mát che cho cà phê. Ưu điểm của mô hình này là cây bơ tiếp nhận ánh sáng ở tầng cao, khai thác dinh dưỡng ở tầng sâu, lại che bóng chắn gió, giảm nước tưới và sâu bệnh hại cà phê. Giá nông sản nó cũng bấp bênh giữa ở trong cái khu vực của chúng ta hiện nay, thì chúng ta nên trồng, thì gia đình nên trồng xen canh, thứ nhất là để vừa chắn gió, bơ thì chắn gió cho cà, thứ hai là để cái nguồn thu là ổn định cho gia đình, có thể có mỗi thứ có thể nguồn thu từ cà, từ bơ. Chính vì vậy gia đình đã sử dụng cái việc đó là xen canh trồng giữa cà và bơ. Ngoài ra, gia đình bà Thủy đã chuyển từ trồng cây bơ truyền thống sang trồng theo hướng hữu cơ. So với cách trồng truyền thống thì ưu điểm của việc trồng bơ sử dụng phân hữu cơ là giúp cho cây bơ sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt ổn định, tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm đầu ra được nhiều người tiêu dùng đón nhận và giá cao hơn gấp 1,5 lần so với giá bơ thường. Hiện nay, bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình bà Thủy thu nhập gần 400 triệu đồng từ hai loại cây trồng bơ và cà phê. Khi mà mình sản xuất ra theo cái hướng bơ, sản xuất bơ hữu cơ, bơ sạch, thì cái lợi thứ nhất là đó là người sử dụng, đó là chúng ta đã được sử dụng cái sản phẩm sạch, không có chất hóa học, không có chất thuốc trừ sâu. Cái đầu ra của khi mà sản xuất theo cái hướng sản xuất bơ sạch thì tôi thấy là người tiêu dùng hiện nay là rất là ưa chuộng với những cái sản phẩm như vậy, cho nên là tôi vẫn an tâm để sản xuất theo cái hướng đó là sản xuất bơ hữu cơ. Song song với cái hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì bà con cũng mạnh dạn áp dụng khoa học, ví dụ tưới nhỏ giọt, với trồng cây theo công nghệ hữu cơ để cho tạo cái ổn định cái đầu ra cho nông nghiệp, cho sản phẩm sạch cho bà con trên địa bàn. Các mô hình sau khi chuyển đổi thì mang lại hiệu quả như thế nào so với trước đây? Các mô hình mà sau khi chuyển đổi thì mang lại hiệu quả rất rõ rệt. Nói chung là cụ thể là có những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế nó phải rơi vào khoảng 4 đến 500 triệu trên 1 hecta. Bên cạnh quy hoạch các vùng chuyên canh, Hội Nông dân huyện Tuy Đức cũng khuyến khích hướng dẫn cho hội viên hình thành nên các hợp tác, tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích với phương châm hỗ trợ nhau trong sản xuất như góp vốn đầu tư, trao đổi khoa học kỹ thuật canh tác, hợp tác sản xuất cây trồng vật nuôi với quy mô lớn và liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện tại trên địa bàn huyện đã có những tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích đang trồng các loại giống như lay ơn, cà phê, khoai lang cấy ghép mô tạo giống F1 để phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tại mỗi vùng quy hoạch chuyên canh, các cấp hội nông dân huyện Tuy Đức phối hợp với ngành nông nghiệp để triển khai các mô hình trình diễn, thực nghiệm để người nông dân tham gia học tập kinh nghiệm thực tế. Hiện toàn huyện Tuy Đức có 1.236 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương có 26 hộ, cấp tỉnh có 148 hộ, cấp huyện có 346 hộ, cấp cơ sở có 1.124 hộ. So với trước đây, việc áp dụng như vậy thì nó được tiết kiệm được nguồn nước và công lao động, và giảm được công lao động, giảm chi phí chi tiêu cái đầu vào cho trên sản phẩm. Nhất là đối với giảm được công lao động, hiện nay công lao động đang rất khan hiếm. Theo Hội Nông dân huyện Tuy Đức, việc xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như việc quy hoạch các vùng chuyên canh không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân mà còn giúp địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Tuy Đức cùng với chính quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa để cán bộ đảng viên người dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nông nghiệp công nghệ cao, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua việc bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý và tham gia các chương trình phát triển bền vững, áp dụng biện pháp thâm canh tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.